Xin chào mừng các em học sinh cùng tham gia tiết học vệ từ và câu hôm nay. Cô mong rằng tiết học này sẽ mang đến cho các em những kiến thức mới, làm giàu thêm vốn từ của mình. Tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về những hình ảnh so sánh được sử dụng trong thơ văn. Tiết học hôm nay, cô mời các em cùng mở rộng thêm vốn từ về thiếu nhi và cùng nhau ôn lại cách sử dụng kiểu câu ai là gì. Mục tiêu của bài học hôm nay, các em tìm được các từ chỉ trẻ em, tính nết của trẻ em, tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. Ôn tập kiểu câu ai, cái gì, con gì, là gì. Như vậy, bài học của chúng ta sẽ gồm hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là mở rộng vốn từ về thiếu nhi. Hoạt động thứ hai là phần ôn tập chi tiết kiểu câu ai là gì. Cô mời các em cùng bước vào hoạt động 1, mở rộng vốn từ thiếu nhi qua bài tập 1. Bài tập 1, tìm các từ A chỉ trẻ em, ví dụ thiếu nhi, nhi đồng. B chỉ tính nết của trẻ em, ví dụ ngoan ngoãn. C chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em, ví dụ thương yêu. Các em cùng cô thực hiện yêu cầu bài tập này nhé. Các em đã tìm được những từ nào? Chúng ta cùng sửa bài để bổ sung thêm những từ mà mình chưa biết nhé. Câu A, chỉ trẻ em, gồm các từ thiếu nhi, nhi đồng, trẻ em, trẻ nhỏ, em bé, trẻ con, cậu bé, cô bé. B, chỉ tính nết của trẻ em, ngoan ngoãn, thơ ngây, trong sáng, thật thà, trung thực, hiền lành, lễ phép, chăm chỉ. C, chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em, nâng niu, chiều chuộng, chăm chút, chăm bẵm, quý mến, yêu quý, nâng đỡ. Như vậy, ở mỗi yêu cầu cô chỉ nêu vài từ, các em có thể tìm thêm nhiều từ khác nữa làm phong phú thêm vốn từ ngữ của mình để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Bước qua hoạt động 2, cô trò mình sẽ cùng ôn tập kiểu câu ai là gì? Xác định các bộ phận trả lời cho câu hỏi ai là gì? Cô mời các em cùng thực hiện yêu cầu bài tập 2. Bài tập 2, tìm các bộ phận của câu, trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì. Trả lời câu hỏi là gì? A, thiếu nhi là măng non của đất nước. B, chúng em là học sinh tiểu học. C, chích bông là bạn của trẻ em. A, thiếu nhi là măng non của đất nước. Từ thiếu nhi là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận là măng non của đất nước là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì. B, chúng em là học sinh tiểu học. Từ chúng em là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận là sinh tiểu học trả lời cho câu hỏi là gì. C, chích bông là bạn của trẻ em.
Từ chích bông là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận là bạn của trẻ em, lời cho câu hỏi là gì. Chúng ta đã tìm được các bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, là gì. Vậy muốn đặt câu hỏi cho các bộ phận này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Để thực hiện được yêu cầu này, cô mời các em cùng làm bài tập 3. Bài tập 3, đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. A. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. B. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. C. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. A. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Chúng ta dùng từ để hỏi chỉ cây cối thay vào từ cây tre. Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam? B. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Chúng ta dùng từ để hỏi chỉ người để thay thế vào từ thiếu nhi. Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc? C. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Chúng ta dùng từ để hỏi thay thế vào bộ phận câu in đậm là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Câu hỏi như sau: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Như vậy, qua bài tập vừa rồi, chúng ta đã biết cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu kiểu câu ai, là gì. Và đây cũng là nội dung cuối cùng kết thúc bài học của chúng ta hôm nay. Phần dặn dò sau tiết học của cô: các em tìm thêm các từ về thiếu nhi, chuẩn bị trước giúp cô bài so sánh, dấu chấm. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chân thành cảm ơn các em.